các bạn đã được nghe tiếng chim cứu của kênh Chim Cảnh Đất Việt. Đây là con cứu mình đã nuôi khoảng hơn 2 mùa rồi với cám chim đất Việt. Này thì đang tới mùa thay lông. Lông thay rất là nhiều. Toàn bộ người nó là lông ống hết. Bạn đang phải quan sát, đang rửa lông của Khánh. Dàn cánh này nhìn rất là hay. Các bạn nhớ theo dõi kênh Chim Cảnh Đất Việt trên YouTube hoặc là Facebook Cám Chim Đất Việt, cập nhật nhiều nhất video mà mình đăng lên. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào tất cả.